Nhập pháp giới thể tánh kinh. Hán dịch Sanakkodda. Phi âm và lược dịch điện tử Nguyên tánh và Nguyên hiện. Việt dịch Thích Nữ Huệ Dung. Tháng 2 năm 2007. Biên tập Thích Phước Nghiêm. Nhập pháp giới thể tánh. Tam tạng Sanakkodda, người Thiên Trúc, dịch vào đời nhà Tùy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Sà Quật cùng chúng đại tỳ kheo 500 người câu hội. Bấy giờ đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi và lúc đầu đêm đến chỗ Đức Phật. Đã nói rồi đứng riêng một góc trước cửa chỗ Phật. Đúng lúc Đức Như Lai đang vào Tam Muội. Lúc ấy Thế Tôn xuất định Tam Muội, thấy đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi đứng ở ngoài cửa, ngài bảo: "Văn Thù Sĩ Lợi, vào đây, vào đây." Vào trong chứ đứng ở ngoài. Bấy giờ đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi nghe Phật bảo rồi bạch rằng: "Lành thay Thế Tôn." Liền đến chỗ Phật. Đến rồi đảnh lễ sát chân Đức Phật đứng một bên. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi rằng: "Ông có thể ngồi." Thời đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi liền thưa lành thay Đức Thế Tôn: "Dạ con xin lãnh thọ chỉ dạy." Lúc ấy đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi chắp tay hướng về Đức Phật ngồi một về một bên. Ở đó đồng tử Văn Thù Sĩ Lợi bạch Đức Phật rằng: "Mà Thế Tôn, nay Thế Tôn trú Tam Muội gì mà từ đó mới xuất?" Phật bảo Văn Thù Sĩ Lợi: "Có Tam Muội tên là Bảo Tích, nay ta vừa ở đó hành Tam Muội này mà từ đó đứng dậy." Văn Thù Sĩ Lợi là bạch Phật: "Vì nhân duyên gì Tam Muội này gọi là Bảo Tích?" Phật bảo Văn Thù Sĩ Lợi: "Thế như ngọc mani báu khéo mài đẹp rồi để ở chỗ sạch, tùy địa phương kia phát ra các thứ trong báu không thể cùng tận như thế. Văn Thù Sĩ Lợi, như thế ta trú Tam Muội này quán ở phương đông, thấy vô lượng A Tăng Kỳ thế giới hiện tại chư Phật Như Lai, A La Hà, Tam Miệu, Phật Đà. Như thế phương nam, tây bắc, bốn hướng trên dưới, như thế mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới ta đều hiện thấy. Chính các Như Lai trú Tam Muội đây vì chúng sanh thuyết pháp." Văn Thù Sĩ Lợi: "Ta trú Tam Muội đây chẳng thấy một pháp là phi pháp giới." Văn Thù Sĩ Lợi: "Tam Muội này còn có tên gọi là Thật Tế Ấn. Nếu có con trai con cái có tính thuần trực thực hành ấn này, biện tài chẳng dứt." Văn Thù Sĩ Lợi: "Thưa Thế Tôn, con có biện tài Tu Già Đà, ta biết biện tài." Phật bảo Văn Thù Sĩ Lợi: "Ông làm thế nào biết biện tài?" Văn Thù Sĩ Lợi nói: "Bạch Thế Tôn, như mani báu kia không để ở chỗ khác, trở lại nương vào thực tế mà trú. Như vậy Thế Tôn, tất cả các pháp lại không chỗ trú, chỉ nương vào thực tế mà trú." Phật lại bảo Văn Thù Sĩ Lợi: "Ông biết thực tế sao?" Văn Thù Sĩ Lợi thưa: "Đúng vậy Thế Tôn, con biết thực tế." Phật bảo Văn Thù Sĩ Lợi: "Sao bảo thực tế?" Văn Thù Sĩ Lợi thưa: "Bạch Thế Tôn, có ngã sở tế kia tức là thực tế, có hữu phàm phu tế kia tức thực tế, hoặc nghiệp hoặc quả báo, tất cả các pháp đều là thực tế. Bạch Thế Tôn, nếu tin như vậy tức là tin chân thật. Bạch Thế Tôn, hoặc với kẻ điên đảo tin là chánh tính, hoặc hành không hành tức là chánh hạnh, sở dĩ vì sao? Vì chánh hay bất chánh ấy chỉ có ngôn thuyết không có thực thể vậy." Phật dạy: "Văn Thù Sĩ Lợi, hành ấy là nghĩa gì?" Văn Thù Sĩ Lợi thưa: "Bạch Thế Tôn, hành ấy chính là thấy thật trái nghĩa." Phật dạy: "Văn Thù Sĩ Lợi, tu đạo là nghĩa thế nào?" Văn Thù Sĩ Lợi thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, tu đạo ấy là chứng nghĩa tư duy." Phật dạy Văn Thù Sĩ Lợi: "Thế nào là vì nam tử nữ nhân sơ hành thuyết pháp?" Văn Thù Sĩ Lợi thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, con ở chỗ các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia dạy pháp nghệ kiến, tức là vì kia thuyết pháp. Bạch Đức Thế Tôn, con không diệt tham dục vì các hoạn mà vì thuyết pháp, sở dĩ vì sao? Vì tất cả các pháp bản tánh vốn không sanh không diệt vậy." Bạch Thế Tôn, nó có thể diệt thật tế, tức là có thể diệt ngã kiến sở sanh tế.
Bạch Thế Tôn, con vị thiện nam tử thì nở nhân sơ hành thuyết pháp như thế, chẳng thọ Phật pháp và đám trước pháp phàm phu, ở các pháp ấy chẳng giữ chẳng xả. Bạch Thế Tôn, con vị nam tử nữ nhân mới phát tâm sẽ như thế thuyết pháp. Văn Thù sẽ lại thưa: Bạch Thế Tôn, cũng là khi giáo hóa chúng sanh sao gọi thuyết pháp? Phật dạy: Văn Thù sẽ lại, ta không hoài sắc sanh, cũng chẳng hoài sắc không sanh nên thuyết pháp. Như thế thọ tưởng hành thức cũng không hoài không sanh nên thuyết pháp. Này Văn Thù sẽ lại, ta không hoại tham dục sân si vân vân mà vì thuyết pháp. Văn Thù sẽ lại, ta vì các người giáo hóa ấy nên khiến biết bất tư nghị pháp, ta vì thuyết pháp, do nhờ như thế ta thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Văn Thù sẽ lại, ta không chỗ hoại các pháp để được thành vô thượng Bồ Đề, cũng không có sanh được thành vô thượng Bồ Đề. Này Văn Thù sẽ lại, là Phật dạy ấy tức là pháp giới, ở các lực vô ý kia cũng là pháp giới. Văn Thù sẽ lại, ta không thấy pháp giới có phần số kia, ta ở trong pháp giới, không thấy đây là pháp phàm phu, đây là pháp A La Hán, pháp Bích Chi Phật và các Phật pháp. Pháp giới kia không có hơn khác, cũng chẳng có hoại hòa loạn. Này Văn Thù sẽ lại, tính như hằng hà hoặc diêm ma na hoặc khả la bạt đề hà. Như thế những con sông nhỏ chảy vào trong biển lớn, nước kia chẳng có khác nhau. Như thế Văn Thù sẽ lợi, đây là các thứ danh tự các pháp, nhưng vào ở trong pháp giới không có danh tự sai biệt. Văn Thù sẽ lợi, tức như các thứ lúa nhóm lại, trong đó không thể nói khác, là trong pháp giới cũng chẳng tên khác. Có đây có kia, là nhiễm là tịnh. Phàm phu thánh nhân cùng chư Phật pháp như thế, danh tự không thể thị hiện. Như thế pháp giới như ta nay nói, như thế pháp giới không trái nghịch như thế, tin vui. Vì sao vậy? Này Văn Thù sẽ lại, vì giới nghịch thuận kia, pháp giới không có hai tướng vậy, không đến không đi, không thể thấy vậy, kia không chỗ khởi. Đức Phật thuyết pháp như thế rồi. Văn Thù sẽ lại, là bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng không thấy pháp giới hướng đến ác đạo, cũng chẳng hướng đến nhân thiên đạo, cũng không hướng đến niết bàn. Phật lại bảo Văn Thù sẽ lại, nếu có người đến hỏi ông vì sao hiện tại có 6 con đường, hỏi như thế ấy ông đáp thế nào? Văn Thù sẽ lại thưa Đức Thế Tôn rằng: Như lời hỏi ấy con sẽ giải thuyết. Bạch Đức Thế Tôn, thế như có người nằm ngủ mộng thấy, hoặc thấy địa ngục, hoặc thấy súc sanh, hoặc thấy diêm ma la nhân, hoặc thấy thân Atula, hoặc thấy chỗ trời, hoặc thấy người, vân vân. Thưa Đức Thế Tôn, chỗ nằm mộng thấy của người đó, các đường mở mỗi sai khác, lại người hỏi ấy tùy ý mà nói, nhưng thật chẳng có các chúng sanh kia, vân vân. Như vậy thưa Đức Thế Tôn, còn tuy nói các đường sai khác, nhưng pháp giới kia thật không sai khác. Thưa Đức Thế Tôn, như người hỏi ấy, con sẽ vì họ giải nói như thật, bỉ thử không có vậy. Thưa Đức Thế Tôn, hoặc hành thanh văn thừa chấp lấy niết bàn ấy, không thể vì nói thật nghĩa. Bạch Thế Tôn, những vị kia tức nay hiện tại cũng không thể vì đó phân biệt mà chỉ nói danh tự, vì sao vậy? Thủ pháp giới biên tế vậy. Thưa Thế Tôn, thế như biển lớn có 7 thứ báu, như ngọc khe, san hô, vàng bạc, xanh ra màu sắc vân vân, có thể tướng sai khác. Đấy là quý báu quý ở trong pháp giới, không thể biết tướng sai khác của chúng. Vì sao như vậy? Thưa Thế Tôn, vì pháp giới không sanh không diệt, pháp giới kia chẳng nhiễm chẳng tịnh, pháp giới kia không nhơ không loạn, trong pháp giới kia không thể diệt ấy, cũng không sanh vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi Văn Thù sẽ lại rằng: Ông biết pháp giới ư? Đúng vậy thưa Thế Tôn, con biết pháp giới tức là ngã giới. Phật lại hỏi Văn Thù sẽ lại: Ông biết thế gian chăng? Văn Thù sẽ lại nói: Thưa Đức Thế Tôn, như huyện hóa nhân sở tác xứ là chỗ thế gian. Bạch Đức Thế Tôn, thế gian ấy chỉ có danh tự không thật vậy, có thể thấy gọi là thế gian hành. Thưa Thế Tôn,
Nhưng con chẳng lìa pháp giới để thấy thế gian. Vì sao vậy? Vì không có thế gian vậy. Như Thế Tôn hỏi rằng, thế gian hành ở chỗ nào? Chỗ nói sắc tánh không sanh không diệt. Hành kia cũng không sanh không diệt, như thế thọ tưởng hành thức. Thức đây tánh không sanh không diệt, như thế hành cũng không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, như thế một tướng chỗ gọi vô tướng. Phật lại hỏi rằng, Văn Thù Sư Lợi, ông sao không nghĩ như thế? Hoặc hiện tại Như Lai A-la-hán Tam Miệu Tam Phật Đà sẽ diệt độ ư? Văn Thù Sư Lợi đáp rằng, thưa Đức Thế Tôn, sao pháp giới đã có thể có tu tập và chưa tu tập vậy? Pháp giới đã không tu tập, vì sao được có mất không hiện ư? Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, ý ông như thế nào? Chư Phật quá khứ như hằng hà sa vân vân đã diệt độ, ông há không tin sao? Văn Thù Sư Lợi, thưa Đức Thế Tôn, con tin chư Như Lai đều đã niết bàn, thấy chỗ xuất xứ kia vậy. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ý ông như thế nào? Muốn khiến các chúng các phàm phu chết rồi sanh lại vậy? Văn Thù Sư Lợi, thưa Đức Thế Tôn, con còn không thấy có phàm phu sanh lại có sanh ư? Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng, ông ở trước Phật ưa nghe pháp vậy? Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, con cũng chẳng thấy tướng ưa hay không ưa. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, ông há chẳng thích pháp giới chăng? Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, con chẳng thấy có một pháp phi pháp giới ấy lại ưa chỗ nào? Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, hoặc người kiêu mạn nghe ông nói sanh đại sợ hãi. Văn Thù Sư Lợi, thưa Thế Đức Thế Tôn, hoặc người kiêu mạn sanh sợ hãi, thực tế cũng sanh sợ hãi, thực tế kia không có sợ hãi, tức là tất cả các pháp đều không sợ hãi, do vô tu mà có vậy. Đây là kim cang cú. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi đây là kim cang cú? Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, chư pháp tánh vốn không hoại ấy gọi là kim cang cú. Thưa Đức Thế Tôn, Như Lai bất tư nghị cú gọi là các pháp không hề thể nghĩ bàn là kim cang cú. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, vì sao lại gọi đây là kim cang cú? Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Thế Tôn, các pháp không suy nghĩ vậy là kim cang cú. Thưa Đức Thế Tôn, các pháp là bồ đề là kim cang cú. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, vì sao lại gọi đây là kim cang cú? Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp không sở hữu, chỉ có danh tự ngôn thuyết, các pháp không thử chẳng bị đều không sở hữu. Thử bị đều chẳng sở hữu ấy, tức là như, hoặc là như ấy thời là chân thật, hoặc là thực tế kia thời là bồ đề, vì thế được gọi là kim cang cú. Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp là cảnh giới Như Lai là kim cang cú. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi đây là kim cang cú? Văn Thù Sư Lợi, thưa Đức Thế Tôn, các pháp từ tánh xưa nay vắng lặng, vậy là kim cang cú. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ông có thể gọi tỳ kheo Ananda đến khiến mọi thiến thọ trì pháp cú này. Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, con ở trong đó không thấy có một pháp nào có thể thấy, có thể nghe. Bạch Đức Thế Tôn, con thật không thấy một chữ có chỗ kia nói, sao có nhiều câu và có thể thọ trì nó ư? Phật dạy, lành thay, lành thay. Văn Thù Sư Lợi, ông khéo nói lời này. Văn Thù Sư Lợi, ta thấy ở trong phương Đông vô lượng a tăng kỳ thế giới, như chư Như Lai a la hán Tam Miệu Tam Phật Đà cũng nói bốn pháp này. Lúc bấy giờ trưởng lão Xá Lợi Phất từ trú xứ mình đi ra đến trú xứ đồng tử Văn Thù Sư Lợi, đến rồi không thấy Văn Thù Sư Lợi liền đến chỗ Phật, đến đó ở bên ngoài cửa của Phật mà đứng. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo đồng tử Văn Thù Sư Lợi rằng, này Văn Thù Sư Lợi, chính tỳ kheo Xá Lợi Phất đang ở ngoài cửa vì muốn nghe pháp, ông khiến cho vào. Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, hoặc Xá Lợi Phất bản tế hoặc pháp giới tế, Thế Tôn, hai tế này đâu có ở trong ở ngoài hoặc chặn giữa. Phật nói, không vậy. Văn Thù Sư Lợi, thưa Bạch Đức Thế Tôn, nói thật tế ấy cũng chẳng thật tế, như thế tế phi tế, không trong không ngoài, chẳng đến chẳng đi.
Thế Tôn, trường lão Xá Lợi Phất tế tức là thật tế, Xá Lợi Phất giới tức là pháp giới. Thế Tôn, nhưng pháp giới đây chẳng ra chẳng vào, chẳng đến chẳng đi. Trường lão Xá Lợi Phất kia từ chỗ nào sẽ đến sẽ vào chỗ nào? Phật dạy, văn thù sẽ lời nếu ta ở trong cùng các thanh văn bàn luận, còn ông ở ngoài mà không vào nghe, ý ông sao không sanh khổ não buồn ư? Văn thù sẽ lời thưa, thưa không. Thế Tôn, vì sao vậy? Vì phàm chỗ thuyết pháp không lìa pháp giới. Như Lai thuyết pháp tức là pháp giới tức là Như Lai. Nói pháp giới, như pháp giới là nói giới, không nhị biệt, không sở hữu, danh ấy thuyết ấy, những loại này không lìa pháp giới. Thưa Thế Tôn, nghĩa đó như vậy, con không khổ não. Bạch Thế Tôn, nếu con trong hàng hà sa kiếp không đến chỗ Thế Tôn thuyết pháp, thì con chẳng sanh ưu muốn, cũng không khổ não. Vì sao vậy? Nếu có nhị biệt ấy liền sanh khổ não, pháp giới không hai nên không khổ não vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Trường Lão Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, ông vào đây nghe văn thù Xá Lợi biện tài. Xá Lợi Phất thưa: Dạ vâng Thế Tôn, coi đất muốn nghe, nơi ở ngoài thất muốn nghe Thế Tôn và đồng tử văn thù Xá Lợi sở thuyết. Lúc bấy giờ văn thù Xá Lợi bạch là bạch Phật rằng: Thế Tôn, khiến Trường Lão Xá Lợi Phất được vào nghe pháp. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Trường Lão Xá Lợi Phất rằng: Ông hãy vào trước. Xá Lợi Phất thưa lành thay Thế Tôn, liền vào thất trước đảnh lễ dưới chân Đức Phật, luôn ngồi một bên. Lúc bấy giờ văn thù Xá Lợi nói: Trưởng lão Xá Lợi Phất, ông lại thấy nghĩa gì mà đến đây vậy? Xá Lợi Phất thưa văn thù Xá Lợi, tôi muốn nghe pháp nên đến đây thôi. Chỗ này đã có pháp nghĩa tối thắng, do có văn thù Xá Lợi phải Đức Thế Tôn cùng ngồi. Một mối bàn luận ác có tốt đẹp, sẽ có pháp nghĩa tối thắng thầm thâm. Lúc đó văn thù Xá Lợi nói: đúng vậy Xá Lợi Phất, ta nói pháp tối thắng thầm thâm. Xá Lợi Phất thưa văn thù Xá Lợi rằng: Phật nói đây do nghĩa gì gọi là tối thắng thầm thâm? Văn thù Xá Lợi trả lời Xá Lợi Phất rằng: Pháp đây khó biết, do không phải đồ dùng vậy. Phàm chỗ nói không là nơi phát khởi, chỗ nói pháp đây không vì phát khởi vậy, phàm phu cũng chẳng vì phát khởi, pháp A-la-hán cũng không vì phát khởi. Pháp khởi Như Lai phát thuyết pháp đây, vì không chỗ nương, không thể nương vậy, phát khởi thuyết pháp này, cho nên thuyết pháp bình đẳng. Bình đẳng không có chỗ trú, vẫn là rốt ráo để nói các pháp, nó không chỗ trú nên gọi tối thắng. Xá Lợi Phất thưa văn thù Xá Lợi rằng: Do vì nghĩa gì là nói như thế? A La Hán lậu tận chẳng thọ pháp khí này. Văn thù Xá Lợi nói: Trưởng lão Xá Lợi Phất, A La Hán ấy chỉ hết tham muốn, sân giận, ngu si, vân vân, thô hoạch, họ sao có thể làm đồ dùng? Xá Lợi Phất, do vì nghĩa đó nên ta nói lời như thế. A La Hán lậu tận chẳng phải pháp khí đây. Xá Lợi Phất thưa văn thù Xá Lợi, dùng nghĩa như vậy, ta nay cầu ông từ chỗ này đến chỗ khác, từ nhà này đến nhà khác, từ hang này đến hang khác, nên ta cầu ông vì chỗ pháp lạc, biện tài muốn nghe pháp vậy. Văn thù Xá Lợi, ta nghe Thế Tôn và ông thuyết pháp không có nhàm chán. Thời văn thù Xá Lợi nói với đại đức Xá Lợi Phất: Ông nghe pháp không biết đủ sao? Xá Lợi Phất thưa văn thù Xá Lợi, ta nghe pháp không nhàm chán. Văn thù Xá Lợi nói: Đại đức Xá Lợi Phất, há pháp giới có thể chấp vào thuyết pháp chăng? Xá Lợi Phất thưa: Không vậy. Văn thù Xá Lợi nói: Đại đức Xá Lợi Phất đã không nhàm chán nghe pháp, tuy nhiên pháp giới cùng đại đức giới không hai không khác, pháp giới kia không chấp thuyết pháp, nếu chấp thời có thể biết đủ, đã không chấp nên không biết đủ. Xá Lợi Phất thưa: Văn thù Xá Lợi, trừ các Như Lai sao có nghe pháp như vậy? Văn thù Xá Lợi nói với đại đức Xá Lợi Phất:
Ông nói Niết Bàn, Pháp là Xá Lợi Phất ư? Xá Lợi Phất thưa Văn Thù Xá Lợi, ta có tin. Văn Thù Xá Lợi nói, ông tin thế nào? Xá Lợi Phất thưa, các pháp bổn tánh đã thành tựu, ta không Niết Bàn. Văn Thù Xá Lợi lại hỏi Xá Lợi Phất, ông tin pháp không tự chăng? Xá Lợi Phất thưa Văn Thù Xá Lợi, tôi có tin. Văn Thù Xá Lợi nói, ông tin như thế nào? Xá Lợi Phất thưa, rằng pháp giới ấy chẳng chết chẳng sống, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi lại hỏi, đại đức Xá Lợi Phất, ông tin vô trí đầy đủ lậu tận A La Hán ư? Xá Lợi Phất thưa, tôi có tin. Văn Thù Xá Lợi nói, ông tin thế nào? Xá Lợi Phất thưa, vô trí, trí bình đẳng vậy, lậu tận đầy đủ A La Hán. Vì sao vậy? Vì chẳng những trí lìa vô trí, vô trí cũng lìa tận pháp vô trí, lại là vô trí không phân biệt vậy, lìa trí là lậu tận A La Hán. Văn Thù Xá Lợi hỏi đại đức Xá Lợi Phất rằng, ông tin A La Hán lậu tận là pháp giải thoát ư? Xá Lợi Phất thưa Văn Thù Xá Lợi, tôi thật có tin. Văn Thù Xá Lợi bảo, ông tin thế nào? Xá Lợi Phất thưa, các pháp kia lìa các pháp như không chấp thủ các pháp, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi hỏi đại đức Xá Lợi Phất rằng, tôi tin đời trước chư Như Lai A La Hán tam biểu tam Phật đà diệt độ mà không được niết bàn chăng? Xá Lợi Phất thưa, tôi tin. Văn Thù lại hỏi, ông tin thế nào? Xá Lợi Phất thưa, Văn Thù Xá Lợi, bất tư nghì giới kia nó không sanh không có, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi hỏi đại đức Xá Lợi Phất rằng, ông tin chư Phật là một đức Phật sao? Xá Lợi Phất thưa, tôi tin. Văn Thù Xá Lợi nói, ông tin như thế nào? Xá Lợi Phất thưa, Văn Thù Xá Lợi, pháp giới không thể phân biệt, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi hỏi đại đức Xá Lợi Phất, ông tin cõi Phật, cõi chư Phật tức là một cõi Phật chăng? Xá Lợi Phất nói, tôi có tin. Văn Thù Xá Lợi lại hỏi, ông tin như thế nào? Xá Lợi Phất nói, Văn Thù Xá Lợi, chỗ chư Phật y như vậy, cõi vô tận cũng vô tận, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi hỏi Xá Lợi Phất, ông tin các pháp không thể chứng, không thể diệt, không thể nhớ nghĩ, không thể tu tác ư? Xá Lợi Phất thưa, Văn Thù Xá Lợi, tôi có tin. Văn Thù Xá Lợi nói, ông tin như thế nào? Xá Lợi Phất nói, Văn Thù Xá Lợi, tự thể không tự biết tự thể, bản tánh không xa bản tánh, tự thể cũng không chứng, cũng không nhớ nghĩ, không trái nghịch nhau, không sanh, không diệt, không thụ, không xả, khéo trước bên kia, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi hỏi rằng, Xá Lợi Phất, ông tin hữu vi giới, ở trong pháp giới không có pháp sanh, cũng không có diệt, cũng chẳng chưa nhóm sao? Xá Lợi Phất thưa, tôi có tin. Văn Thù lại hỏi, ông tin như thế nào? Xá Lợi Phất thưa, Văn Thù Xá Lợi, các pháp tánh kia không thể đắc biết hoặc sanh hoặc diệt hoặc nó chưa nhóm trú, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi nói, đại đức Xá Lợi Phất, ông tin có pháp giới bát nhã, trong đó cũng có danh tự A La Hán sao? Xá Lợi Phất thưa, Văn Thù Xá Lợi rằng, ông tin thế nào? Xá Lợi Phất thưa, thưa ngài Văn Thù Xá Lợi, thọ mạng hành pháp giới bát nhã là cảnh giới A La Hán, nhưng thể pháp giới nó lìa thể phi dục sân si, A La Hán kia có thể lìa pháp giới vậy, tôi tin như thế. Văn Thù Xá Lợi nói, đại đức Xá Lợi Phất, ông tin các pháp đều là Phật cảnh giới nhận ư? Xá Lợi Phất thưa, tôi thật có tin. Văn Thù Xá Lợi hỏi rằng, ông tin như thế nào? Xá Lợi Phất thưa, Văn Thù Xá Lợi, tôi Thế Tôn bản tánh giác tự tánh lìa vậy, tôi tin như thế. Lúc bấy giờ Văn Thù Xá Lợi nói, lành thay đại đức Xá Lợi Phất, như cảnh giới có sở hữu của ông, vì ta giải thích, ta hỏi như thế, ông đáp như thế, thế nên ta biết ông có chấp nhận làm như vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo trụ lại Xá Lợi Phất rằng, Xá Lợi Phất, nó có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì bốn bổn cú pháp đây, hoặc vì người khác giải thích, hoặc đọc, hoặc tụng, khiến các người kia mau được biện tài. Xá Lợi Phất thưa, đúng vậy Thế Tôn. Như thế Tu Già Đà,
Đức Thế Tôn đã thuyết: Bạch Thế Tôn, như chúng sanh kia khi ở trước Phật đã từng cúng dường cho Phật Thế Tôn rồi. Họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đã an lập ở pháp ấn này. Những chúng sanh kia sẽ được đại giác. Lúc bấy giờ trưởng lão sẽ là phát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp đầy vốn có danh tự gì? Chúng con làm sao phụng trì? Phật bảo trưởng lão sẽ là phát rằng: Sa Lợi Phất, pháp bổn của ta đây, tên Đồng Tử Văn Thù Xá Lợi Xá Vấn. Phật vì giải nói như thế, thọ trì, cũng gọi nhập pháp giới, như thế thọ trì, cũng gọi thập tế, như thế thọ trì. Xá Lợi Phất, cái thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, cung kính sẽ như thắng bảo. Nếu thọ trì pháp bổn đây, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc suy nghĩ, như vậy thực hành, sẽ được vô sanh pháp nhẫn, hoặc vì sanh thiện căn cho người khác, hoặc tạm đọc tụng rồi mới có thể với người khác nói nhiều pháp nghĩa, sẽ được bất đoạn biện tài. Khi Đức Phật nói kinh này, Văn Thù Xá Lợi đồng tử và các Bồ Tát Ma Tát Thượng Tọa Xá Lợi Phất cùng các tỳ kheo và chúng chư thiên Kiền Đạt Bà Nhân A Du La vân vân nghe Phật dạy rồi đều rất vui mừng. Kinh Nhập Pháp Giới Thệ Tánh.